Đam mỹ, thế giới cùng tôi yêu em. Tác giả: Hà Đường Tiên Sinh. Editor: Sure. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 8. Một đấm của hắn ta vụt tới, nhằm thẳng vào trong bụng tôi. Tôi không khỏi cong lưng thở dốc. Xin anh, nói cho tôi biết đi. Lại một nắm đấm nữa vung lên, tôi lảo đảo đứng không vững. Nhưng chưa kịp gục xuống, một bàn tay đã thô bạo túm lấy áo của tôi lôi dậy. Đáng lý ra vẻ mặt của người đó nhất định phải cực kỳ giận dữ, thế nhưng ngược lại, hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng trầm tĩnh đó. Thậm chí khi thấy dáng vẻ tôi chật vật ngước lên, lại còn nhếch mép cười. Đến đây đi, đến hết đây đi. Bây giờ tôi còn sợ làm khó dễ hay sao chứ? Đều của mẹ nói tới hết đi, mẹ kiếp. Còn muốn đánh nữa không? Tôi chật vật đưa tay lau máu mũi, nghiêng đầu hỏi hắn ta trong nhịp thở dồn dập. Hay da, vẫn còn khí thế ngông cuồng lắm đó. Cầu xin người khác mà thái độ như vậy sao? Hu Chi Fan lờ đang lướt tay qua cổ áo của tôi, lại nhếch mép cười nhạt. Vậy muốn tôi phải làm như thế nào? Phải như thế nào anh mới vừa lòng chứ? Bắt tôi quỳ xuống, đại khái tôi cũng không một chút nào do dự, bởi vì thực sự tôi rất muốn gặp người đó đến sắp phát điên rồi. Tôi không bảo vệ nổi cậu ấy, có thương yêu cậu ấy cũng vô dụng mà thôi. Làm cho cậu ấy hoảng sợ, lo lắng, hại cậu ấy lưu lạc ngoài kia. Báo ứng của tôi rốt cuộc cũng đã tới thật rồi. Nhưng mà điên cuồng tìm kiếm nhiều ngày như vậy cũng không có thể nào tìm thấy cậu ấy. Đã từng luôn im lặng chờ đợi bên cạnh tôi, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng có thể thấy ở ngay đó. Đến tột cùng là đang ở nơi đâu chứ? Thân thể bị hủy hoại thành ra như vậy, ám ảnh trong lòng có lẽ vẫn còn chưa hết đi. Nhìn thấy người lạ có còn sợ hãi nữa hay là không? Dạ dày lên cơn đau thì phải làm như thế nào đây chứ? Cho dù có như thế nào, xin em ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì điên rồ. Bỗng nhiên người trước mặt giống như bực bội gì đó, một nắm đấm lại hướng về phía của tôi, cắt đứt đi dòng suy nghĩ. Làm thế nào mới vừa lòng sao chứ hả? Tìm cô ấy trả lại cho tôi đi. Nói xong, hắn ta bật cười lạnh lẽo, bàn tay thô bạo dùng sức đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà. Cái đó, nói cho tôi biết đi, cậu ấy đang ở đâu chứ? Tôi nặng nề ngước mắt lên nhìn hắn. Tuy rằng tôi biết mình đáng phải chịu trừng phạt, nhưng người làm điều đó lại chính là Hu Chi Fan, khiến tôi có một chút khó chịu. Nhưng mà còn có cách nào hay sao chứ? Hắn ta có khả năng làm ra những điều mà tôi không thể. Nói ra thật đúng là khốn nạn mà. Khốn nạn không sao kể hết. Người tìm đến Hu Chi Fan lại chính là anh Lu Han. Tuy rằng hai người đó không hề quen biết nhau, nhưng mà anh Lu Han hiểu rõ, có lẽ hiện tại người có khả năng tìm lại Bích Hun chỉ có một mình hắn ta mà thôi. Gọi bác Chanh John tới tìm tôi đi. Chính là câu duy nhất mà Hu Chi Fan đã nói, sau đó được Lu Han truyền lại. Đã,
cậu đi sao chứ? Anh hãy lo lắng hỏi tôi. Đi. Vì thế cho nên hiện tại tôi mới bị Hu Chi Fan đánh đến mức nằm dài ở dưới đất thở dốc. Cũng tốt thôi. Trên mặt chồng chất vết thương như vậy, công việc cũng có thể hoãn lại rồi. Chỉ cần tìm được Bết Hun trở về, phải trả cái giá nào, tôi cũng đều sẽ cam tâm tình nguyện. Bởi vì cậu ấy đã từng đánh đổi tất cả để yêu tôi. Tôi cũng không chắc chắn tuyệt đối đâu. Hu Chi Fan đột nhiên ném về phía của tôi một mẫu giấy. Trên đó ghi lại dòng địa chỉ xa lạ. Gia đình họ hàng của Bết Hun hầu hết đều ở Seoul. Chỉ có một người bác ruột ở ngoại thành của thành phố Gabak. Nơi đó hình như trong trí nhớ mơ hồ tôi đã từng nghe Bết Hun nhắc đến. Bạn bè của cô ấy hẳn là cậu đã biết rõ hơn tôi. Nhưng mà nếu như vẫn còn ở Seoul thì không cần phải quá lo lắng đâu. Nói xong, hắn ta liền xoay người muốn rời đi. Tôi vội vàng lảo đảo đứng dậy. Anh à. Cái gì? Anh thích cô ấy sao chứ? Chỉ nói có vài câu, nhưng đụng tới vết thương làm cho tôi đau đến nhíu mày. Hu Chi Fan quay đầu lại, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi hỏi, anh thích Bết Hun thực sao chứ? Không liên quan đến cậu. Vậy thì tại sao lại không tự mình tìm cậu ấy về chứ? Vì chuyện của Bết Hun mà căm ghét tôi đến như vậy, tại sao lại còn muốn để cho tôi đi gặp cậu ấy chứ? Hắn đột nhiên bật cười, nhưng mà dường như trong đó tràn ngập chua xót. Tên ngốc đó, có lẽ chỉ mình cậu mới có thể mà được cậu ta trở về. Tôi không nói gì nữa, nhưng mà trong lòng lại càng nhói lên. Có nhiều người nguyện ý trả giá vì em như vậy, em lại ngốc nghếch chỉ biết nhìn về phía tôi hay sao chứ? Đúng rồi, đã quên không hỏi cậu. Cái đám chó chết làm ra chuyện này, tôi đương nhiên sẽ xử lý. Nhưng mà cái chủ mưu, cậu định làm như thế nào chứ? Tôi mệt mỏi cụp mắt, có chút không đành lòng. Trong lòng không phải là không căm hận người đó, chẳng qua tha cho cô ấy đi. Đây là đáp án của cậu hay sao chứ? Hu Chi Fan lặng lặng bước tới, mùi nguy hiểm cũng theo đó mà phảng phất truyền tới. Dành muốn tôi phải làm gì chứ? Trả thù quay lần nữa, giống như trước đây đã từng làm với Bết Hun hay sao chứ? Hắn vẫn cứ trầm mặt nhìn tôi, nhưng ánh mắt dường như đã dịu bớt. Hiện tại tôi chỉ muốn tìm được Bết Hun. Những thứ khác, tôi mệt mỏi vuốt tóc. Cô ấy không thích hợp ở trong giới giải trí này. Tới lúc đó Hu Chi Fan mới gật đầu. Tôi đã hiểu rồi. Sau đó lập tức xoay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn ta, bàn tay siết chặt mảnh giấy nhỏ bé. Khi trở về, tôi dùng khuôn mặt đầy vết thương này nói với Tê Sinh cần là phải nghỉ ngơi vài hôm, khiến cho anh ta gần như phát cuồng. Sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ giải thích là vì đã chọc giận ông chủ lớn Hu Chi Fan kia, cho nên mới bị hắn ta đánh ra thành như vậy. Tê Shin lập tức cuống cuồng hỏi tôi. Nè,
Nhưng mà rốt cuộc đã chọc giận hắn ta chuyện gì chứ? Có nghiêm trọng lắm không? Trong lòng của tôi thật là muốn cười lạnh. Thật ra tôi không có cần anh ta quan tâm mấy câu sáo rỗng như: "Nè, đã bị thương như thế này rồi, không có cần phải lo lắng chuyện gì khác đâu. Cứ nghỉ ngơi thật tốt là được rồi." Nhưng một người quản lý lạnh lùng vô tình như vậy thật khiến cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó bọn họ dẫn Bết Huân tới gặp bác sĩ, hỏi xem băng gạc trên cổ tay của cậu ta có thể tháo xuống hay là không. Đám người vô nhân tính đó lại còn dồn một người đã mất hết đi tia hy vọng tới bước đường cùng. Sau khi bà Bết Huân biến mất đi, tôi có xem qua buổi họp báo cuối cùng của cậu ấy. Vô số micro đã chỉ về phía của người đó. Vô số phóng viên liên tiếp đưa ra câu hỏi. Có lẽ do tổ chức vội vàng cho nên nhìn qua toàn bộ hội trường có vẻ cực kỳ ồn ào và hỗn loạn. Mà cậu ấy cho dù đã luyện tập vô số lần từ lúc còn ở bệnh viện, đối mặt với tình huống này cũng không tránh được cảm giác hoảng loạn. Bích Huỳnh đơn độc ngồi ở chính giữa, vừa luống cuống kéo ống tay áo cố gắng che giấu đi vết thương, lại vừa phải căng thẳng đáp lại các câu hỏi mưu mẹo của đám phóng viên. Gương mặt tái nhợt tựa như bị đè nén đến vặn vẹo méo mó. Lúc đó tôi không thể nào nhịn nổi mà đấm thật mạnh lên trên vách tường. Tại sao thế giới này lại khắc nghiệt với em đến như thế chứ? Đáng ra phải có ai đó che chở cho cậu ấy thật là tốt, không để cậu ấy một mình chống chịu những cái lời chỉ trích nặng nề. Đáng ra phải có ai đó gắt gao ôm chặt lấy cậu ấy, mang cậu ấy rời khỏi nơi đầy thị phi hỗn loạn này. Nhưng mà bà Bết Huân lại đơn độc một mình, bị vây giữa tầng tầng lớp lớp bóng tối. Cuối cùng tôi cũng đã thành công giành giật được vài ngày nghỉ. Đoàn làm phim có lẽ sắp phát điên rồi, nhưng mà tôi mặc kệ, không muốn quan tâm nữa. Trong đầu của tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: mang bài Bết Huân quay trở về. Không đúng, nhìn thấy cậu ấy là tốt thật rồi. Có thể nhìn thấy cậu ấy sống bình yên cũng đã đủ rồi. Bởi vì với thân phận người nổi tiếng như hiện tại, khó lòng dùng cái phương tiện giao thông công cộng. Cho nên tôi trở về nhà, dùng một cái cớ qua loa, nói với bố mẹ rồi lại mặc giày, lấy xe ở trong nhà để đi. Chàng vàng tối mới có thể tới được nơi gọi là Guan kia. Thôn nhỏ hiện lên trong nắng chiều, vừa hoang vắng vừa yên tĩnh. Đây chính là nơi mà cậu ấy đã trải qua thời niên thiếu à? Nếu như thực sự bà Bết Huân ở nơi này, tôi cũng có thể yên tâm được phần nào. Trước hết đem xe gửi lại, sau đó tôi mới bắt đầu tìm kiếm số nhà 35. Hỏi qua hỏi lại vài lần, rốt cuộc cũng đã tìm tới một cánh cổng gỗ. Thoạt nhìn qua có vẻ rất là mộc mạc giản dị. Trước cửa là một khoảng sân nhỏ, bên trong trồng các loại hoa cỏ gì đó. Cậu ấy ở đây sao chứ? Tôi có nên gặp cậu ấy hay là không đây? Nếu như cậu ấy không có ở đây thì phải làm sao bây giờ? Biết tìm cậu ấy ở đâu đây? Cõi lòng xao động không sao kiềm chế là được, tôi đưa tay lên gõ gõ cửa. Chờ một chút, đến ngay đây. Phía trong truyền tới giọng của một người phụ nữ, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Cửa nhà rốt cuộc cũng đã mở ra. Một bác gái lớn tuổi qua khe cửa nghi hoặc đánh giá tôi. Dạ, chào bác. Tôi vội vã cúi đầu. Dạ, xin hỏi bác có phải là bác của bà Bách Huỳnh không chứ? Phải. Tiền sao? Bác gái dường như nhìn thấy tôi đã mất đi hứng, cho nên chỉ lạnh đạm đáp lại. Dạ,
Cái đó cho cháu hỏi, Bét Hùn có đây không ạ? Tôi cẩn thận mà hỏi bác, ánh mắt tràn ngập hy vọng mà chờ đợi. Không có. Trong nháy mắt cảm giác giống như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống. Vẫn là không có đây sao chứ? Nói xong, bác gái liền lập tức đóng cửa, nhưng đã bị tôi vội vàng ngăn lại. Bác, bác từ từ đã. Nè, ai là bác của cậu chứ hả? Bác gái tức giận mà quát lên. Không. Vậy cậu ấy có liên lạc với bác hay là không vậy? Đã nói rồi không có mà. Bác thật sự là không biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu hay sao? Thật ra tôi hiểu rõ, nếu như cậu ấy không có ở đây thì bác gái cũng không biết chuyện gì về cậu ấy hết. Nhưng đây chính là hy vọng duy nhất của tôi. Cứ như vậy nhìn nó vỡ tan như bọt nước, tôi thật sự không cam lòng. Vì thế chỉ có thể cứng đầu muốn xác nhận cho thật kỹ. Tôi làm sao mà biết được chứ hả? Cái cậu này kỳ cục hả? Bác nghe nói xong, đang lúc là muốn đóng cửa thì từ đằng sau liền truyền tới tiếng của một người khác. Ôi chào, bà Bai à. Ngày hôm nay á, thực sự là phải cảm ơn bà à. Tôi quay đầu lại nhìn, liền thấy một bác trai đang ngồi xe máy dừng lại ở trước cổng nhà. Giống như là vừa mới đi đâu đó nghe ngang qua. Trời đất ơi, có gì đâu ông Sang. Nè, đây chính là đứa cháu đó của bà, phải không chứ? Người gọi là bác Sang kia đột nhiên chỉ vào tôi rồi cười cười. Đứa nhỏ này, hôm nay đã phiền cô trong hàng thực sự là dứt giá rồi hen. Cháu sao? Tôi lập tức quay lại nhìn bác gái. Khuôn mặt của bà ta có chút xấu hổ, nhưng chỉ nhíu mày chứ không nói gì cả. Thôi được rồi, vậy tôi đi trước hen. Nè, hôm nào lại tìm bà chơi mặt trước à, được không? Bác Sang nói xong liền nổ máy đi mất, để lại tôi với bác gái vẫn cứ giằng co ở ngoài cửa. Cậu ấy, bà Bét Hùn có đến đây tìm bác có phải không chứ? Bởi vì kích động cho nên lời nói cũng đã bắt đầu lộn xộn. Cậu ấy có phải đang ở trong đó không? Nói cái gì vậy chứ hả? Nè, cháu của tôi đó hèn, cũng không có phải là chỉ có mỗi một mình thằng Bay Bét Hôn đâu, biết chưa? Bác gái vẫn có muốn đóng cửa nhưng bị tôi liều chết cạn lại. Thái độ mờ ám giống như là muốn che giấu kia lại càng khiến cho tôi thêm khẳng định suy nghĩ của chính mình. Bác à, cho cháu gặp cậu ấy đi mà. Cháu xin bác mà. Cháu đây chỉ là gặp một lần thôi cũng được. Cậu xin bác. Tôi thành khẩn cầu xin, chỉ thiếu nước là quỳ xuống trước mặt của bác. À, trời đất ơi, đã nói là không có ở đây mà, người vậy mà ly lắm hết sức à. Bác gái giống như đã thực sự giận dữ rồi, tiến đến đẩy mạnh một cái, làm cho tôi lảo đảo lùi về phía sau vài bước, sau đó lạnh lùng sắp cửa lại. Nhưng mà không sao hết, chỉ cần biết được cậu ấy đang ở đây, tôi nhất định có thể đợi được. Rốt cuộc đã tìm thấy được em rồi, bà Bét Hùn ạ. Tôi nhìn quanh một vòng, sau đó ngồi xuống thềm đá cạnh sân. Đột nhiên nghĩ đến trong những ngày này, cậu ấy có lẽ cũng đã từng ngồi ở chính cái chỗ này, lặng lặng ngắm nhìn từng cành cây, ngọn cỏ. Đáy lòng tôi bất giác bùng lên cơn kích động không thể nào kiềm chế được. Có một người bác mạnh mẽ như vậy, hẳn là cậu ấy cũng được bảo vệ không tồi đi. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một vật thể không xác định từ đâu bay tới, nhắm thẳng vào trong đầu của tôi.
Nè, cái thằng quắt con thối kia, cút ngay ra bên ngoài đi hen. Ai cho phép con ngồi ngốc trong sân nhà của tôi hả? Đi. Bác gái đã đứng bên ngoài cửa từ khi nào, chống nạnh quát to lên. Tôi vội vàng đứng dậy, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy tiếng người vọng ra từ trong phòng. À, bác à, có chuyện gì vậy chứ? Âm thanh đó vừa nhẹ nhàng, vừa mềm mại, dường như lại còn mang theo một chút ngái ngủ mơ màng. Chính là âm thanh tôi ngày đêm mong nhớ à? Trước khi kịp phản ứng, tôi đã thấy mình điên cuồng lao về ở phía cửa sổ mà gào thét lên. Bách Hùn! Bách Hùn à! Bà gà tức giận tới mức thở hổn hển, quay đầu hướng về ở phía trong phòng quát to lên. Im miệng cho tôi! Sau đó, liền lấy cái vỉ đập rồi quật quật vào trong ngực của tôi túi bụi. À, bác à, đừng đánh cháu mà! À, dạ! Bác à! Tôi buông tay khỏi song sắt cửa sổ mà che chắn ở trước mặt. Bác gái liền nhanh tay đóng kín cửa sổ lại. Xem ra trình độ đấu kiếm của bác gái cũng là rất lợi hại đi. Trên mặt đầy thương tích do bị Hu Chi Phen đánh, lại cộng thêm qua một trận ầm ĩ ban nãy, tóc tai cũng đã tán loạn, cho nên trông tôi càng chật vật. Nhưng một chút chuyện như vậy không có hề ảnh hưởng đến quyết tâm của tôi, ngược lại lại càng thêm phần phấn chấn hơn. Cũng đúng thôi, Lục Trường khiến cho em phải chịu nhiều khổ sở như vậy, hiện tại tôi theo đuổi em cũng nên nếm một chút mùi vàng truân. Bên Hùn chật vật giữa cơn đau đớn mới có thể nặng nề chìm vào trong giấc ngủ, lại bị hương vị ngọt xốp mềm mại đánh thức. Một tiếng gọi này khiến cho tôi có cảm giác giống như mình vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị. Trong mơ, tôi nhìn thấy một bóng người lẳng lặng đứng ở đằng trước. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng mà dáng vẻ vô cùng hiên ngang. Bích Hùn à? Người đó gọi tôi. Trong lúc mơ màng, tôi lên tiếng đáp lại. Đợi đến khi mà bác gái quát lên câm miệng, tôi mới có thể bị lôi về thực tại. Bách Hùn đó, thật sự là có người đang gọi tôi. Chan Yeon, là cậu sao chứ? Cậu thật sự đã tìm tới đây sao? Cuối cùng tôi vẫn là bị cậu tìm thấy hay sao chứ? Nghe thấy tiếng của cậu ấy gào lên bên ngoài cửa sổ, nhưng tôi cũng không dám đáp lại. Tôi chật vật chạy trốn tới tận nơi hẻo lánh này, nhưng mà rốt cuộc vẫn đã bị cậu phát hiện ra rồi. Bác gái thô bạo đóng cửa sổ xong, liền lập tức quay trở vào trong nhà. Ánh mắt nhìn tôi vẫn lạnh lùng như thế. Sớm biết là giấu không nổi cậu mà. Cháu xin lỗi à. Tôi từ trên giường đứng dậy, cúi đầu hướng về ở phía của bác gái. Lại gây thêm phiền toái cho bác gái rồi. Cũng biết à. Thật sự là không có còn gì để nói, cho nên tôi chỉ biết cắn môi im lặng. Chan Yeon à, rốt cuộc là cậu ấy muốn tôi phải làm như thế nào đây? Mà tôi cũng không có dám nhìn ra bên phía ngoài cửa sổ. Sang đến ngày thứ hai, cũng vào một buổi hoàng hôn, bác gái đưa cho tôi chút tiền, sau đó sai tôi đi mua hoa quả.
Tôi nắm chặt vài tờ tiền trong tay, có một chút do dự. Cứ yên tâm đi, cái thằng nhóc con đó không có bên ngoài đâu. Lại còn không mau đi đi. Dạ, dạ. Mặt trời đang dần khuất bóng. Một mình tôi đi trên đường vắng, và trên nền đất một bóng người méo mó kéo dài về ở phía sau. Tôi bất chợt có cảm giác khoảng thời gian bình yên này đang dần dần vụt khỏi tầm tay. Tuy là trên mặt vẫn cứ bình tĩnh như thế, nhưng sâu trong tận đáy lòng lại tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn. Giống như chỉ cần nghĩ tới giọng nói, dáng vẻ, nụ cười của người đó, trong lòng sẽ như bị thắt chặt gắt gao, đẩy tôi vào trong ngõ cụt không lối thoát. Nhớ đến hôm qua, cậu ấy điên cuồng gọi tên của tôi, lại hoảng hốt nhớ lại chuyện rất lâu về trước. Hay nên nói là cách đây không bao lâu đi, âm thanh đó còn nghe ở bên tai của tôi. Anh yêu em. Cậu ấy đã nói như vậy. Tôi bất giác ôm lấy trái tim đang thổn thức. Có thể lừa được người khác, chứ không thể nào mà tự dối lòng. Chanh John, tôi vẫn thường xuyên nhớ tới cậu. Từ xóm nhỏ trở lại, xách theo một túi táo, tôi theo con đường mòn thật chậm rãi trở về. Vừa lúc đi ngang qua con sông lớn phía trước rừng cây, tôi liền nghĩ đến lần leo núi trước đã có nhắc đến nơi này. Mấy ngày nữa hẳn là phải nên rủ chồng In tới nơi đây chơi một chút, mà cậu ấy có lẽ cũng đã sắp trở lại rồi. Nếu không nhầm thì chính là ngày mai đi. Tới trước sân nhỏ, vừa mới đẩy cổng bước vào, tôi liền nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trong cơn hoảng hốt, tôi còn chưa có kịp quay người lại nhìn, đã bị người đó gắt gao ôm chặt lấy. Người đó vùi đầu vào cần cổ của tôi, nhẹ giọng nỉ non, gọi tên tôi ngay bên tai. Cả người tôi hoàn toàn cứng đơ. Nhưng mà tình yêu bị tôi nhẫn tâm đè nén thành một đốm nhỏ yếu ớt, đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, không thể kiềm chế, cũng không thể nào chống lại. Tôi tao đỏ dần trượt khỏi tay, lăn lóc khắp mặt đất. Cơ thể của tôi cũng bất giác rung lên khe khẽ. Anh rất nhớ em. Cậu ấy thì thào bên tai tôi, mang theo chút tủi thân cùng với đau thương. Bài bết hùn quả nhiên là một kẻ vô dụng. Bức tường thành xây lên bao lâu nay, chỉ vì mấy câu của người đó, liền cứ như thế mà sụp đổ thành đống đổ nát. Cậu muốn ra đi. Muốn ra. Cậu. Muốn ra. Chanh giỏ nè. Tôi dùng hết khả năng kiềm chế còn sót lại thành một câu tức lạnh lùng. Cậu ấy ngập ngừng một chút, nhưng rồi cuối cùng cũng đành buông tay. Thấy vậy, tôi mặc kệ những quả táo lăn lóc đầy sân, mà cứ như thế chạy vào trong nhà. Bết hù nữa. Ngay lập tức, Chan John vội vàng kéo mạnh, dùng sức đem tôi trở về. Cậu! Đang muốn giận dữ mắng cho vài câu, nhưng giây phút nhìn đến mặt của cậu ấy, tôi không khỏi sửng sốt. Tại sao lại tôi lại vết thương như thế kia chứ? Đây lòng tôi tràn ngập xót xa, trong vô thức lo lắng đã thốt lên thành tiếng. Nè, mặt của cậu bị làm sao vậy chứ? Hỏi xong rồi, tôi mới cảm thấy cực kỳ quẫn bách. Vừa rồi còn ra cái vẻ bình tĩnh xa cách, mà giờ đã như vậy, thật đúng là làm trò cười mà. Mà người trước mặt của tôi chỉ lặng lặng nở ra nụ cười,
nhưng không hề giống với nụ cười sáng lạng vô lo của trước đây. Em vẫn là quan tâm đến anh đó. Nhìn thấy tôi xấu hổ cúi đầu không đáp, cậu ấy liền tiếp tục mà giải thích. Là quá trang để quay phim thôi, không cần phải lo lắng đâu. Nghe đến đó, tôi ngẩng đầu lên thật là tỉ mỉ xem xét vết thâm tím ứ động đầy trên mặt của cô ấy. Là thật sao chứ? Nè, dạo này em có khỏe không? Chan Yeon nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi. Trong ánh mắt chứa đựng vết tích đau thương cùng với sự thống khổ hỗn loạn mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua. Cậu em vừa hỏi lại vừa vô cùng tự nhiên đem tay của tôi bọc trong bàn tay hơi thô ráp. Rất tốt. Tôi không dám nhìn vào mắt của Chan Yeon nữa. Giọng nó tràn ngập cảm giác hoảng hốt, đã khác hẳn so với lúc đầu. Bàn tay bị cậu ấy nắm lấy, sau đó thật nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo chút dính dính khi mà da thịt tiếp xúc nhau. Độ ấm dịu dàng đó đối với tôi lại là một khối lửa nóng rực. Chan Yeon im lặng nhìn tôi trong chốc lát, sau đó vừa đưa tay lên xoa má của tôi, vừa nói thì thào nghe thật là đau lòng. Em gầy đi rồi. Tôi sửng sốt muốn né tránh, lại đột nhiên nghe thấy tiếng cửa nhà bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra. Quay đầu lại, liền thấy bác gái mang theo cái vẻ mặt lo lắng đứng ở trước cửa. Mà lúc này, một tay của bác Chan Yeon đang siết lấy tay của tôi, tay còn lại cũng đang đặt ở trên gò má xương xương khẽ ve vuốt. Nhất thời hoảng hốt, tôi lại vội vàng đẩy người trước mặt ra. Còn không mau đi vào nhà đi. Bác gái lạnh lùng nói với tôi. Tôi lập tức cúi đầu bước nhanh vào cái phía trong, không muốn để ý đến người kia nữa. Ngay sau đó liền nghe thấy bác gái hừ lạnh một tiếng, rồi nặng nề đóng kính cửa lại. Đúng là cái đồ đê tiện mà, ngay trước cửa nhà của người ta còn làm ra cái trò đáng xấu hổ à. Âm thanh vẫn bén nhọn như thế. Tôi nghe như vậy chỉ biết vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Cháu xin lỗi. Tôi làm sao biết trước để mà chú ý chứ. Đang chờ nghe bác gái tiếp tục quát mắng thì từ phía ngoài lại truyền tới cái đập cửa dồn dập. Bác gái thật là không thể nào chịu nổi, liền tức giận đi qua mở cửa. À, trời đất ơi, làm cái gì vậy? Nhìn thấy kẻ đứng ngoài là bác Chan Yeon, cơn tức kia lại càng tăng lên thêm vài phần. Tôi đứng bên trong lén lút nhìn qua bác gái, liền thấy được bác Chan Yeon đang chặn ở giữa cửa, lo lắng nhìn vào trong nhà. Bà đừng trách bác Hu nha, là do cháu này đã cố tình tìm đến cậu ấy hả? Có lẽ cậu ấy đứng ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng bác mắng tôi, cho nên mới muốn thay cho tôi giải thích. Vậy thì sao chứ? Bác gái lạnh đạm đáp lại. Đối mặt với tình huống này, bác Chan Yeon cũng có một chút mất tự nhiên, sau đó liền lập tức đưa tới một túi đầy. Dạ, đây chính là tao bên hôm mua về đó. Tôi nói cậu đó, đến từ cái nơi nào thì lập tức mau trở về nơi đó đi hen. Tôi không có cần quan tâm cậu lại hết, nhưng mà ở cái nơi này dính dính diễn diễn không bao giờ chào đón cậu đâu. Xin chào. Đừng mà. Bà này chỉ cần là hơi chào đón cháu một chút là tốt rồi. Cháu không phải là người xấu đâu, sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Bách Hu nữa mà. Chan Yeon đột nhiên quảng hốt mà tuôn ra một tràng lộn xộn.
Tôi nhìn cậu ấy như vậy, trong lòng có một chút không nỡ. Người yêu tôi, cho dù hiện tại cũng không cách nào từ bỏ. Cậu ấy lúc nào cũng kiêu ngạo, không cho phép ai chà đạp lòng tự trọng của mình. Vậy mà sao bây giờ thì sao chứ? Vừa bối rối, vừa cầu xin người khác. Chị gì muốn gặp tôi hay sao chứ? Tôi không có cần biết cậu tốt xấu như thế nào. Từ nay trở về sau, đừng có bao giờ mà xuất hiện trước mắt của tôi nữa, nghe chưa? Bác gái nói xong, liền lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà đóng sập cửa lại. Đại khái cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Chan Yeon ngơ ngác đứng ở đằng sau cánh cửa kia. Bác gái cầm lấy túi hoa quả, tiện tay ném lên trên bàn, sau đó bực bội hướng về phía của tôi, câu mày hỏi: rốt cuộc cậu ta là gì hả? Dạ là một người bạn cũ. Nghe tôi ấp úng giải thích xong, bác gái liền phiền muộn thở dài một tiếng, rồi đứng dậy đi vào trong bếp. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng chốc trong đầu lại hiện lên ban nãy. Bác Chan Yeon đang dùng ánh mắt đó nhìn tôi, vừa lo lắng vừa không cam lòng. Trong sâu thẳm, đáy lòng đột nhiên xao động cực kỳ mãnh liệt. Chong In vừa mới bước chân vào trong nhà đã ném hành lý sang một bên, sau đó tươi cười bước tới vùi tôi vào một cái ôm thật là chặt. Tôi liền cuống quýt đẩy ra. Nè, bác ấy nhìn thấy sẽ không hay ho đâu. Cậu ấy nghe đến đó liền lập tức nhíu mày, nhưng rồi vẫn cứ bướng bỉnh mở rộng vòng tay siết lấy tôi. Thì đã sao chứ? Em đây ôm lấy anh trai yêu quý của mình cũng không được hay sao chứ? Anh à. Chồng In bỗng nhiên cúi đầu nhỏ giọng gọi tôi. Sao thế? Em rất là nhớ anh đó. Một câu này khiến cho tôi nhất thời sửng sốt. Mấy ngày hôm qua, người đó cũng đã thì thầm bên tai của tôi giống hệt như vậy. Chỉ là ngày hôm nay đã đổi thành một người khác. Tôi chỉ biết miễn cưỡng mà mỉm cười. Thấy tôi không đáp lại, Trong In cũng chậm rãi buông tay ra, sau đó có một chút nũng nịu mà nói tiếp. Nè, không phải tiếp theo anh phải nên nói một câu anh cũng với em hay sao chứ? Thôi được rồi, đừng có làm trò con nít đó nữa. Tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy, thuận đà kéo dài đi khoảng cách một chút. Sau khi Bắc Chanh Giòn lại một lần nữa xuất hiện, tôi lại càng không biết phải đối mặt với tình cảm của chồng In như thế nào. Đã từng nghĩ có thể dựa vào sự ấm áp nơi cậu ấy để mà chậm rãi trải qua cái đoạn thời gian sau này, nhưng mà bây giờ khi nghĩ lại, tôi quả thực có một chút khinh thường chính mình. Nếu làm vậy, không phải là tôi cũng chỉ là cái kẻ đi lợi dụng tình cảm của người khác hay sao chứ? Nè, mấy ngày nay anh thế nào chứ? Chồng mình thấy tôi ngây người, liền lập tức lên tiếng, phá vỡ đi sự im lặng. Cũng tốt lắm. Nè, mẹ của em không có làm khó dễ gì anh chứ? Đương nhiên là không rồi. Mà này được rồi, em đó, cũng là phải nên thu xếp một chút rồi đi nghỉ ngơi đi. Đi đường xa như vậy chắc là cũng đã mệt rồi hả? Dạ. Đợi đến khi mà cậu ấy đã trùm khăn ở trên đầu từ phòng tắm đi ra, tôi cũng đang bận rộn thu xếp lại đồ đạc trong phòng. Nè, để sao cũng được mà. Anh à, chúng ta ra bờ biển chơi đi. Để hôm khác đi. Nhớ tới chuyện mấy hôm nay
bắt tranh giòn cứ như cắm trại ở gần nhà của tôi, khiến cho tôi có một chút không được thoải mái. Đương nhiên, Trong In vẫn chưa hề biết chuyện này. Shina, còn phải đợi hôm nào nữa chứ? Hôm nay thời tiết tốt như vậy mà. Nè, em vừa mới đi xa về, ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn đó. Nè, vậy là anh đã không hiểu rõ em rồi. Thi cử xong xuôi là cần phải đi chơi hóng gió cho cái tâm hồn của mình được thoải mái đó mà. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy là thôi được rồi nè. Anh đó, đừng có nói nữa, đi. Nói xong liền giật ngay cây chổi trong tay của tôi. Nè, anh còn phải. Chưa nói hết, chồng In đã kéo eo của tôi cắt ngang. Nè, mau đi thay quần áo thôi đó. Nhân lúc mà mặt trời còn chưa khuất bóng, còn chưa lau được một chút ha. Trên đường tới bờ biển, chồng In vẫn cứ theo thói quen nắm lấy tay của tôi. Tuy rằng có một chút không được tự nhiên, nhưng cậu ấy lúc nào cũng nói đó chỉ là tình cảm anh em bình thường, khiến cho tôi không sao phản đối được. Dọc đường đi, tôi luôn có cảm giác lo lắng, chỉ sợ bác chanh John sẽ bất thình lình mà xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng rồi có ngó nghiêng mọi nơi, vẫn là không có nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó. Đến khi ra tới bờ biển, lòng tôi cũng chậm rãi lắng xuống. Phóng tầm mắt về nơi mênh mông không thấy bờ, cảm giác khổ sở bất an của tôi liền cứ như thế bị gió biển dịu dàng bao màu đi từng lớp, rồi cuốn bay không còn dấu vết. Tôi cùng với Trong In đi dạo dọc bờ biển. Cậu ấy vẫn cứ giống hệt như đứa trẻ nhỏ, mau mê lại gần mép sóng để rồi lại phải chạy dạt ra xa. Vừa đi vừa kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ở trường học. Cuộc thi khắc nghiệt như thế nào, bản thân lại gắng sức vượt trội hơn những người khác như thế nào. Quả nhiên vẫn là một thiếu niên ngây thơ, không màng đến thế giới ngoài kia. Cho nên kỳ thi lần này kết quả không tồi sao chứ? Tôi nghiêng đầu hỏi. Chứ sao nữa, tất nhiên là rất tốt rồi á. Tôi liền nghĩ tới thời gian mà cậu ấy gọi là ôn tập bài vở. Tất cả đều biến thành thời gian đưa tôi đi thăm thú Guen, cho nên vẫn có một chút không thể nào tin được. Nè, tự tin quá rồi đó. Sơ, cái đó là lẽ đương nhiên à. Làm gì mà có thể làm khó được Kim Trong In em chứ. Tôi cười rộ lên, sau đó tiện đà quay đầu nhìn về ở phía trước. Nụ cười bỗng chốc cứng đờ đi. Bích Hùa nè. Bác Chanh Giòn đang đứng trên bờ cát, lặng lặng nhìn về đây. Tôi theo bản năng cố rụt lại bàn tay đang bị Trong In nắm chặt lấy. Tại sao trên mặt của cậu ấy vẫn toàn là vết thương chứ? Mấy ngày nay làm gì có thời gian để mà quay trở lại Seoul mà đóng phim chứ? Cho nên thật sự chính là bị thương phải không? Người phía trước chậm chậm từ đằng xa đi tới, thật cẩn thận đánh giá tôi và Trong In. Trong In cũng có một chút kinh ngạc khi mà thấy tôi đột nhiên lại có những hành động kỳ lạ đến như vậy. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Park Chan Yeon, liền nhắm mắt hiểu ra. Nè, tại sao ta lại đến đây chứ? Trong In hỏi tôi, thái độ có vẻ là cực kỳ khó chịu. Chúng ta trở về thôi. Tôi không đáp lại cậu ấy, lại càng không có muốn nhìn người kia nữa, cho nên cúi đầu muốn rời khỏi. Bích Hùa nữa. Park Chan Yeon thấy như thế liền lập tức vội vàng đuổi theo, kéo lấy cánh tay của tôi lại. Trong mình theo bản năng liền lập tức đẩy mạnh tay của Chan Yeon ra, sau đó quát to lên. Nè, anh muốn làm cái gì mà phải động tay động chân á? Đột nhiên có người xen vào, khiến cho Chan Yeon có một chút bất ngờ. Ánh mắt nhìn Trong In vẫn nghi hoặc, lại vừa tức giận. Cậu là chứ? Tôi chính là em trai của anh Bết Hun đó.
dường như nghe thấy cô ấy nói mình là em trai tôi, cho nên vẻ mặt của Chan Yeon cũng đã dịu xuống. Tôi muốn nói chuyện riêng với Bách Huynh. Về cô tránh ra chỗ khác một lúc đi. Không được. Y tứ từ chối cực kỳ rõ ràng. Cậu. Nè, tôi cùng với Bách Huynh nói chuyện, mắc mới gì tới cậu chứ? Sao? Liên quan tới anh trai của tôi, dĩ nhiên chính là liên quan tới tôi rồi. Dòng In hất mặt đáp lại, cứ tựa như đó chính là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. Đến lúc này tôi cũng có thể ngửi được cái mùi thuốc súng nồng nặc, cho nên vội vàng kéo lấy tay của Trong In. Nè, đừng nói nữa, chúng ta đi về thôi. Nhưng mà hiện tại Park Chan Yeon có lẽ cũng đã nóng máu, liền lớn tiếng nói. Nếu đã nói Bách Huynh là anh trai của cậu thì hẳn là cậu cũng đã nhỏ hơn tôi đi. Nhỏ hơn thì sao chứ? Nói chuyện như người lớn mà dùng thái độ đó hả? Tôi nói như vậy hẳn là đã khách khí lắm rồi đó. Park Chan Yeon đi bật cười châm biếm, sau đó đưa tay vỗ vỗ lên trên mặt của Trong In vài cái. Nè, bố nhà không có dạy cho cậu lễ phép là như thế nào sao chứ? Dường như có một chút mạnh tay nên khiến cho mặt của Trong In lệch sai đi một bên. Cậu ấy cúi mặt cười lạnh. Lễ phép sao? Để tôi dạy cho anh đi. Lời còn chưa dứt, một nắm đấm đã vụt lao tới. Tại sao chỉ mới có vài giây ngắn ngủi thôi mà đã thành ra như vậy chứ? Tôi cuốn quýt xong tới ngăn cản, nhưng muốn tách hai người đàn ông cao hơn 1m8 ra quả thực rất là khó khăn à. Hai người đó thậm chí lại càng đánh càng hăng, tới mức trong mắt cũng đã vặn lên tơ máu. Tôi hoảng hốt, chỉ biết chen vào chính giữa. Cuối cùng không biết là vô tình bị ai đẩy ngã mà văng sang một bên. Tới lúc này bọn họ mới sững sờ mà dừng lại, đồng loạt bước nhanh về phía của tôi, muốn giúp nâng tôi dậy. Tuy rằng bản thân của tôi cũng đã tự mình đứng lên. Đã, không sao chứ? Hai người đó khẩn trương nhìn tôi, chăm chú cùng nhau đồng thanh lên tiếng hỏi. Đương nhiên là không việc gì rồi. Tôi đảo mắt nhìn bọn họ, rồi phủi phủi bớt đi đất cát bám ở trên người. Con mẹ nó, tại sao cậu lại dám để cậu ấy hả? Sau khi chắc chắn tôi không có bị thương tích gì, Park Chan Yeon đột nhiên hướng về phía của Trong In mà gào lên. Tôi đẩy sao chứ? Anh nói chuyện nghe thúi lắm đó. Tôi thấy rõ rõ ràng ràng, chính là do anh này đẻ nấy hả? Cậu mới là thúi đó. Bé Thu đã ngã về phía của tôi, nhất định chỉ có thể lìa khỏi đẻ mà thôi. Rõ ràng là chuyện rất ấu trĩ, nhưng mà qua miệng của hai người này tại sao lại trở nên gay gắt như vậy chứ? Đủ rồi. Con mẹ nó, ánh mắt nào của anh nhìn thấy tôi đẻ chứ hả? Khẳng định chính là cậu, không thể nào sai được đâu. Cái thằng nhóc này, câm miệng đi. Rốt cuộc tôi đã chịu không nổi, liền hướng về phía bọn họ mà quát to lên. Tuy rằng cả hai đều không phục, nhưng chỉ dám tỏ ra thái độ bực bội giận dỗi, chứ không có dám lên tiếng. Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi mới đi đến gần Trong In. Nè, không sao chứ? Chúng ta về thôi. Cậu ấy thấy như vậy liền đắc ý liếc nhìn Park Chan Yeon một cái. Mà Park Chan Yeon cũng sửng sốt khẽ nghẹn ngào gọi tên của tôi. Bích Huynh à. Tôi không muốn để ý nữa, vội vàng túm chặt lấy tay của Trong In, cúi đầu bước nhanh về ở phía trước. Bích Huynh. Đằng sau lại truyền tới âm thanh khổ sở đó.
nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục bước đi. Đừng quay đầu lại. Thầm nhủ với chính mình, không được quay đầu lại. Tiếng sóng biển xào xạc bên tai, nghe như tiếng thở dài thật lớn, khiến cho người ta sợ hãi. Toàn bộ thế giới giống như bị cơ đại hồng thủy đổ ụp xuống. Tôi nhìn hình ảnh bà Bến Huôn thật nhẹ nhàng kéo tay một người đàn ông khác rời đi ngay trước mắt của mình. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt không rời bọn họ một bước. Chỉ hận không thể nào xông tới túm chặt lấy người kia gắt gao vùi vào trong lòng ngực. Nhận lại đi, Park Chan Yeon. Chỉ có thể tự kiềm chế chính mình. Bên Huôn à, thì ra cảm giác nhìn bóng dáng người mình yêu thương xoay người bước đi lại mất mát như vậy sao chứ? Ngày hôm đó thời tiết oi bức giống như nhốt ở trong lòng hấp. Mặt trời hoàn toàn biến mất, khiến cho cả ngày sắc trời đều âm u nặng trĩu. Sau bữa trưa, tôi đi tìm Bái Bách Huôn, suýt chút nữa lại bị đóng cửa đuổi khách. Nó không có ở nhà mà. Tôi cung kính gõ cửa, tôi lại cẩn thận hỏi thăm, chỉ đổi lấy một câu đáp lại đẹp bực bội của bác gái. Nhưng trùng hợp chính là đúng lúc này, Bái Bách Huôn đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa. Cậu ấy nhìn thấy tôi cũng thoáng chốc ngẩn người, sau đó lập tức quay đầu sang ở phía của bác gái. Bác à, cho đi ra ngoài đây. Tôi nhìn thấy cậu ấy liền ngay lập tức hưng phấn mà kêu lên. Bác xem kìa, bà Bé Thương không phải đang ở nhà còn gì. Chứ không phải là sắp không ở nhà nữa hay sao? Bà cái hùng hằng trừng mắt liếc tôi một cái, rồi lập tức mắng cả bà Bách Huôn. Đúng là không biết phán đoán cái gì hết mà. Sau đó mới xoay người giận dữ đi vào trong phòng. Bách Huôn đối với cơn bực bội vô cớ của bác gái cũng có một chút mờ mịt, nhưng vẫn không nói gì. Lặng lặng vòng qua tránh tôi, rồi đi thẳng ra cổng lớn. Tôi liền chạy nhanh theo sau cậu ấy. Nè, muốn đi đâu chứ? Cậu ấy không hề đáp lại, chỉ mãi cúi đầu mà đi thẳng. Xe quanh ở ngay đằng sau nhà kia, để anh đem đi nhá. Không cần. Nè, thời tiết không được tốt cho lắm đó, có lẽ một lát nữa sẽ đổ mưa. Ừ. Thái độ của Bách Huôn không thể nói là lạnh lùng, nhưng mà rõ ràng đều là im lặng từ chối. Quả thực tôi có một chút buồn bực. Bách Huôn à, đừng đi theo tôi nữa. Cậu ấy vẫn không hề nhìn đến tôi, chỉ lặng lặng nói một câu. Tôi đầu thì đáp lại, bước chân cũng từ từ mà chậm dần, nhưng vẫn cứ bướng bỉnh giữ khoảng cách nhất định, đi theo ngay ở phía sau. Cứ như thế được một lúc, có lẽ Bách Huôn cũng nhận ra gì đó khác thường, liền lập tức quay đầu lại. Tôi vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn cậu ấy. Cuối cùng vẻ mặt của Bách Huôn vẫn không có gì thay đổi, lại một lần nữa quay đi. Nụ cười trên mặt của tôi dần cứng lại rồi tắt ngấm. Đi được không bao lâu, liền tới trước cửa của một cửa tiệm nhỏ, giống như bán đồ dùng kim loại gì đó. Hình như tôi đã từng tới nơi này rồi thì phải. Bách Huôn đi vào trong, xuyên qua cánh cửa thủy tinh,
Tôi thấy cậu ấy đang cúi đầu chào hỏi một bác trai lớn tuổi. Mà bác trai nhìn rất là quen mắt đó, cũng tươi cười vỗ vai của cậu ấy, nói cái gì đó rồi đi ra bên ngoài. Sau đó để bác trai đi xa rồi, tôi mới đẩy cửa bước vào bên trong. Giúp người ta trong hàng sao? Cậu! Bên Hùng nghe thấy tôi hỏi cực kỳ tự nhiên như vậy, thoáng chốc vẻ mặt liền lập tức đen lại. Cậu đi ra ngoài đi. Bên ngoài trời nóng lắm đó. Tôi bày ra cái vẻ mặt cực kỳ đáng thương, chơi xấu mà làm nũng với cậu ấy. Bên Hùng lập tức không nói gì thêm nữa. Trong lòng của tôi bỗng chốc tràn ngập cả cảm giác ấm áp lẫn với chua xót. Dường như mỗi lần mà cậu ấy thỏa hiệp đều là bởi vì tôi lấy chính mình làm cớ. Hóa ra Bên Hùng vẫn là để đến tôi như vậy, vẫn quan tâm tôi, vẫn không cách nào từ bỏ. Cho dù từng bị tôi tổn thương tới mức biến thành toàn thân đều bị hủy hoại, vẫn không hề căm hận. Lòng tôi nóng lên, vừa định tiến gần về phía của cậu ấy một chút thì cửa tiệm bỗng nhiên bị mở ra. Là bác trai đã quay trở lại. Bác Sang à, bác làm sao vậy chứ? Bên Hùng vội vàng từ phía sau quầy đi ra hỏi. Quên mất rồi, không có mang theo cái kìa mà. Bác Sang vui vẻ đáp lại, sau đó liền quay đầu nhìn tôi. Hay da, Bên Hùng à, đây là bạn cháu có phải không chứ? Không phải, cậu ta là... Dạ, chào bác, cháu chính là bạn của Bên Hùng. Tôi nhanh miệng cắt ngang lời của cậu ấy mà cúi đầu chào bác Sang. Tôi là còn nhớ cậu à. Hôm đó ở nhà của Bên Hùng đã từng gặp qua nhau phải không? Lúc đó hả, tôi lại còn tưởng cậu chính là Bách Hồn chứ. Dáng vẻ của bác Sang thực là vô cùng hiền lành chất phác. Vừa nói xong liền quay đầu về hướng của phía Bách Hồn. Nè, trong hàng giúp bác sơ sơ một chút là được rồi hen. Hôm nay thời tiết không được tốt, có lẽ là cũng chẳng có người tới mua hàng đâu. Đến cỡ 5 giờ thì đóng cửa về nhà ngang. Dân, cháu biết rồi, bác yên tâm đi. Bác Sang lại đi khỏi cửa hàng. Bên Hùng cũng đã không có liếc mắt nhìn tôi một cái nào, cứ thế quay trở lại sau quầy. Nè, có gì cần giúp không chứ? Không cần. Đúng là tự rước nhục mà. Tôi miếu máu nhìn Bên Hùng, sau đó liền kéo một chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh. Cậu ấy liền nhíu mày liếc tôi một cái. Tôi liền bày ra cái dáng vẻ xu nịnh, tôi cứ đáp lại. Nè, không phải mới vừa kêu nóng, sao bây giờ lại ngồi sát như vậy chứ? Nè, anh hứa sẽ không mà bị quấy phá đâu, anh chỉ là muốn ngồi bên cạnh em thôi. Bên Hùng lặng lặng quay đi, không nói gì thêm nữa. Đối thoại giữa chúng tôi cứ như vậy liền chấm dứt. Quạt trần trên đỉnh đầu nặng nề xoay tròn. Vốn là ngày hè oi ả khó chịu, nhưng mà khi nhìn đến cái người trước mắt, cảm giác khô nóng trong tôi cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Cậu ấy ngồi ở quầy tính tiền, lặng lẽ ghi chép cái gì đó, thỉnh thoảng sẽ lơ đãng lau đi lớp mồ hôi đọng lại nơi chóp mũi. Tóc mái so với khi còn ở Seoul đã dài ra một chút, hơi chớm qua mi tạo thành bóng đen nhợt nhạt phủ lên trên đôi mắt nhỏ. Hoàn toàn không có còn khái niệm thời gian, cứ như vậy lặng im nhìn cậu ấy cũng cảm thấy thật là hạnh phúc. Khi đó em cũng yêu tôi như thế này, phải không chứ?
năm tháng đảo ngược. Bởi vì ngày đó, đến cả một ánh mắt dịu dàng, tôi cũng không thể nào cho em. Cho nên hiện tại phải bồi thường tất cả. Chỉ hy vọng là vẫn còn kịp. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đợi đến khi ngoài trời vang lên tiếng sấm rền mới bị lôi về thực tại. Bên hồn ngẩng lên từ cái đống giấy tờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó đưa tay nhìn đồng hồ. Cậu về trước đi. Cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu nhìn đến tôi. Trời sắp mưa rồi. Nè, không đi cùng hay sao chứ? Tôi đợi thêm nửa giờ nữa. Sau đó là một trận sấm nửa rền vang lên. Tôi liền đứng dậy. Nè, em đợi một chút nha. Bết Hôn nhìn tôi không đáp. Tôi hướng cậu ấy cười cười, rồi đẩy cửa chạy nhanh ra bên ngoài, thẳng một mạch chạy về nhà của bác gái, rồi lập tức vòng ra sau sân, lái xe về ở phía quán nhỏ. Đợi tôi ngồi lên trên xe không được bao lâu, mưa rốt cuộc cũng đã trút xuống. Lúc trước cậu ấy rời khỏi nhà, hai tay đều trống trơn, nhất định là không có mang theo dù. Nghĩ tới chuyện lát nữa thôi, có thể một mình cùng với cậu ấy ngồi trong xe, tôi đã cảm thấy hạnh phúc đến phát ngốc. Mười đừng có ngừng lại nghe. Lần đầu tiên trong đời của tôi cầu nguyện như vậy. Lái xe đến trước cửa tiệm, liền phát hiện ra Bết Hôn đã khóa cửa xong xuôi. Hiện tại đang đứng ở trước mái hiên để tránh mưa. Cách một màn nước mênh mông, nhìn dáng vẻ của cậu ấy lặng lặng đứng đó, không hiểu tại sao trái tim của tôi lại khẽ xao động. Là bà Bết Hôn trân quý nhất, xinh đẹp nhất trên đời, là người tôi đã từng không quý trọng, nhưng hiện tại lại muốn nắm chặt lấy không buông. Bết Hôn nhìn cơn mưa xối xả trước mặt, sau đó còn đưa tay ra hứng vài giọt, vẻ mặt giống như đang do dự gì đó. Tôi cảm thấy thật may mắn mình đã sớm quay trở lại, nếu không cậu ấy có lẽ sẽ trực tiếp chạy thẳng về nhà cũng nên. Dừng xe trước mặt của Bết Hôn, tôi hạ cửa kính xuống gọi cậu ấy. Bết Hôn à, mau lên xe đi. Cậu ấy vẫn còn có một chút do dự, nhưng rồi vẫn chạy sang ngồi ở cái vị trí phó lái, là ngay bên cạnh tôi à. Trong lòng sung sướng tới sắp nở hoa, tôi liền khởi động xe xuất phát. Mưa tạt vào trong cửa kính, cứ tựa như tiếng bước chân hoảng loạn chạy trốn. Nhưng mà giữa âm thanh ồn ào như vậy, tôi là vì ngồi bên cạnh của người này mà cảm thấy sự an tâm chưa từng có. Tuy rằng dáng vẻ của người đó vẫn là không tình nguyện. Không về nhà sao? Bết Hôn cầu mày nhìn vào con đường ở phía trước. Nè, trước hết đi cùng dành tới một nơi có được không chứ? Không được, mau dừng xe lại đi. Thái độ cự tuyệt cực kỳ rõ ràng. Tôi mặc kệ cậu ấy có phản đối hay là không, cứ như thế một mạch chạy thẳng đến bờ biển. Thủy triều lên gặp phải mưa lớn, liền biến thành một cái thế giới điên đảo. Tôi và Bết Hôn giữa muôn trùng sóng lớn lại có thể yên tĩnh ngồi cạnh nhau không một tiếng động. Cuối cùng Bết Hôn thở dài mệt mỏi. Chen Yon à, cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ? Muốn làm cái gì sao chứ? Tôi lặng lặng cười. Tất cả. Hả? Bết Hôn khó hiểu nhìn tôi. Muốn ở bên cạnh em, muốn cầm tay em, muốn ôm em, hôn em. Thật muốn đem em khóa chặt trên giường.
Mặt cậu ấy đột nhiên đỏ bừng, xấu hổ mà quay phắt lại. Những thứ đó, tất cả đều muốn làm cùng em. Cậu, anh thực sự chân thành mà, không hề nói giỡn đâu. Nhưng Bethun vẫn cứ nhìn ra cửa sổ không lên tiếng. Thật là có lỗi. Cuối cùng anh vẫn chính là loại người không biết nhẫn nại. Đáng ra phải dần dần đem em quay trở về. Nhưng rồi khi nhìn thấy em cũng với thằng nhóc đó thân mật, anh đều sắp phát điên rồi. Đó chính là em trai của tôi. Bethune khẽ nhăn mặt, nghiêng đầu sang bên này một chút. Cậu không cần. Anh biết. Anh đều biết mà. Bàn tay nắm vô lăng vô thức siết chặt lại. Không phải anh đây không tin tưởng em đâu. Chỉ là không muốn nhìn thấy người của mình quấn quýt bên kẻ khác. Cậu ấy im lặng không nói. Một lúc thật lâu sau mới nhàn nhạt mà lên tiếng. Tại sao tôi lại thuộc về cậu chứ? Tôi nghe thấy như thế liền cực kỳ sốt ruột. Chúng ta chính là như vậy mà, không phải sao chứ? Anh đã nói yêu em rồi, vậy thì tại sao em vẫn cứ còn muốn trốn tránh chứ? Anh cũng là không tin em hoàn toàn không có một chút cảm giác nào hết đâu. Biểu cảm trên gương mặt Bethune vẫn cứ bình tĩnh như thế. Trầm mặc cả nửa ngày mới thật nhẹ nhàng gật đầu. Nói cũng đúng lắm. Nội tâm của tôi mừng đến sắp phát điên. Nhưng rồi cậu ấy lại đột nhiên quay sang nhìn tôi. Sau đó thì sao chứ? Vậy cậu muốn tôi quay lại với cậu sao? Nghe đến đó tôi liền ngẩn người. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự đã mệt đến chết rồi. Bên hôn à, tôi chỉ muốn có một cuộc sống thật yên lặng, không sóng gió. Những thứ khác tôi không muốn xen vào nữa. Em không muốn trở cho bên cạnh anh hay sao chứ? Tôi run rẩy hỏi cậu ấy một câu. Không còn thương anh nữa sao chứ? Tôi không biết. Tiếng mưa rơi càng lúc lại càng lớn. Thôi được rồi, đến đây cho em một đáp án. Thừa dịp Bethune nghe được câu đó còn sững sờ, tôi mạnh mẽ kéo lấy cậu ấy vào trong lòng ngực, sau đó cúi đầu mà hôn xuống. Bethune đương nhiên là bảy vùng muốn đẩy ra, nhưng tôi chỉ cố chấp đem cậu ấy mà vùi sâu vào trong lòng. Một tay luồn vào trong mái tóc mềm mại thơm mát, tay kia lại nấn ná ở nơi đầu vai gầy gò xương xương. Đôi môi của cậu ấy vẫn giống hệt như trái cây mọng nước ngọt ngào, khiến cho tôi nhịn không được mà vừa hôn vừa nhẹ nhàng gặm cắn. Ngoài xe mưa gió hôn mạnh cứ tựa như là muốn nghiêng ngả cả đất trời. Hình như tôi lại buộc em phải làm ra cái chuyện em không thích rồi phải không chứ? Đại khái cả đời này tôi đã ích kỷ như vậy. Nhưng tôi chỉ muốn tìm về khoảnh khắc khi mà chúng ta đã từng ở bên cạnh nhau. Chuyện em không nhớ rõ, chuyện em muốn quên, một mực trốn tránh. Tôi muốn giúp cho em nhớ lại. Mọi giác quan cảm thụ trên cơ thể của em tôi đều sẽ giúp em nhớ lại. Em yêu tôi, em quên rồi sao? Bài Bách Huynh,
người yêu nhất trên cõi đời này phải là tôi á. Tôi quên hết tất cả mà ôm hôn lấy người nằm gọn trong lòng ngực. Đột nhiên đầu lưỡi lại truyền đến cảm giác đau xót. Cậu ấy lại có thể cắn tôi. Tôi theo bản năng mà hơi buông lỏng tay. Bết hùn liền thuận đà để tôi sang một bên. Nhân lúc mà tôi không kịp phản ứng mà cuống cuồng mở cửa xe, chạy thẳng ra giữa cơn mưa to gió lớn. Lại muốn trốn đi rồi hay sao chứ? Giống như lần đó, cho dù tôi đã có dâng lên tình yêu của mình, là chỉ khiến cho em bỏ chạy hết lần này tới lần khác hay sao chứ? Tôi vội vàng khởi động xe, muốn vòng lạc đuổi theo cô ấy. Ai ngờ trong lúc luống cuống không để ý, liền đụng phải vật cản ở trên đường. Mà lúc đó bóng dáng của Bethune đã hoàn toàn biến mất trong màn mưa. Không được rồi, thân thể của cô ấy kém như vậy mà không thể nào bị dính nước mưa. Dưới cái tình thế cấp bách, tôi cũng mặc kệ tất cả mà mở cửa đuổi theo. Hẳn là chưa chạy được xa đi. Dựa vào vị trí mơ hồ, tôi theo đường về nhà của bác gái mà liều mạng đuổi theo. Không được bao lâu, dưới màn mưa mờ mịt liền dần dần hiện ra một bóng dáng nhỏ gầy mơ hồ, vẫn cứ cắm cúi chạy về ở phía trước như thế. Bết hùn à! Tôi đứng từ xa lớn tiếng gọi cậu ấy. Từng giọt nước tạt vào trong mắt đau rát, không sao mở ra được. Tôi liền hung hăng gạt sạch, chỉ sợ chớp mắt một cái tôi cậu ấy sẽ lại biến mất không dấu vết. Bết hùn à! Không biết đã đuổi theo bao lâu, đại khái người qua đường nhìn vào nhất định nghĩ rằng bị phát bệnh thần kinh đi. Vậy là hơn nữa còn là cả hai người. Người kia vẫn không hề dừng lại như thế, nhưng mà dần dần bước chân càng lúc lại càng chậm. Tôi liền tăng tốc đuổi theo. Mắt nhìn thấy người đó ở ngay trước mắt rồi, nhưng mà khi đuổi tới gần, đi thấy cậu ấy ôm chặt lấy thân thể từ từ trượt xuống. Điều mà tôi lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Tôi cuống quýt đỡ lấy Bethune giúp cho cô ấy dựa vào trong mình. Đã, làm sao vậy chứ? Dạ dày lại đâu rồi hay sao? Mái tóc cậu ấy bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, dính bết ở trên trán. Đầu cúi thấp không có nhìn rõ biểu cảm, nhưng mà toàn thân là vì đau đớn mà run rẩy từng cơn. Dáng vẻ nhỏ bé co ro giữa cơn mưa lại càng khiến cho người ta xót xa. Tôi vội vàng muốn nâng Bethune dậy, nhưng mà cậu ấy đã đau tới mức không thể nào đứng lên nổi nữa. Vẻ mặt giống như cực kỳ nhẫn nại. Thế nhưng tiếng rên rỉ vẫn cứ truyền tới qua cơn mưa. Tôi đành phải ngồi xuống ôm lấy cậu ấy. Ngoan, đợi một chút nữa thôi, anh sẽ đem về nhà mà. Nhờ phút chúng tôi điên cuồng đuổi nhau nửa ngày, đường về nhà cũng không còn quá xa. Một lúc sau, tôi đã ôm lấy theo cậu ấy xuất hiện trước cửa nhà của bác gái. Mà người nằm gọn trong lòng của tôi lúc này đã đau tới sắp mất đi thức. Mở cửa! Mở cửa! Tôi không cách nào gõ cửa được, chỉ biết đập mạnh vào trong cánh cửa, lại vừa gào to lên. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy tiếng uể oải đáp lại. Hơi, thật là phiền phức quá đi mà, đừng có tìm đến đây nữa hả? Chính là cái thằng nhóc con Kim Trong In không biết lễ phép đó. Đậu má đó, anh của cậu cất xỉu rồi nè, còn không mong con mẹ nó mở cửa ra đi. Tôi quát to, còn chưa có kịp lấy lại hơi, cửa lớn đã bị người bên trong vội vàng mở rộng ra. Cái tên oát con đó đứng trước ngưỡng cửa nhìn Bethune yếu ớt trong lòng của tôi. Toàn bộ dáng vẻ ngạo mạn vô lễ lúc bình thường đều bị rũ sạch. Nè, anh ấy bị làm sao vậy chứ? Tôi không thèm trả lời, cứ như thế ôm lấy người đang ướt sũng kia
đi thẳng vào trong phòng. Nghỉ ngơi một chút, Ni thật nhẹ nhàng đặt cậu ấy nằm ở sofa. Sau đó quay đầu hướng về phía của trong in mà quát lên: lấy cả mặt đến hả? Được rồi. Cậu ta rốt cuộc cũng đã phản ứng lại, cầm lấy khăn mặt vội vàng chạy tới. Nhưng rồi lại phát hiện ra chiếc khăn bị cậu ta nắm chặt ở trong tay, cho dù có chết cũng không chịu buông ra. Thấy tôi nhìn đến, cậu ta liền không có một chút biến sắc mà nói: để tôi. Dừng lại để tôi đi. Tôi không chịu yếu thế mà đáp lại. Nhưng đương nhiên cái thằng nhóc đó cũng không có hề chùn bước. Khăn vẫn là bị cậu ta giữ chặt lấy. Anh ấy chính là anh trai của tôi mà. Sợ người ngoài làm ra mấy cái chuyện này có chút không tiện đó. Cái gì mà người ngoài chứ hả? Tôi lạnh lùng cười một tiếng. Bà biết thua là người của tôi, có cái gì mà không tiện chứ. Một cái khăn mặt bị chúng tôi giằng co qua lại cả nửa ngày, đến lúc bác gái vội vàng đi vào cũng không biết. Bác gái vừa mới bước vào đã nhìn thấy cảnh đó, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lập tức mà chửi ầm lên: á trời đất ơi, hai cái thằng đánh con chúng mày đó đúng là không biết cái gì hết mà. Mau cút hết ra ngoài cho tao đi. Nói xong liền đi tới giữ lấy chiếc khăn mặt trong tay của chúng tôi. Tôi lặng lặng đứng trong góc nhìn bé Thuần hoàn toàn mê man, trong lòng mỗi lúc lại một nặng trĩu. Vừa mới ban nãy bác gái giúp cho cậu ấy thay quần áo, nhưng cả tôi và trong in đều không ai chịu cút ra bên ngoài mà chỉ đứng một bên phòng khi cần đến. Bài bé Thuần giống hệt như một con rối rách nát, để mặc cho chúng tôi thay quần áo, sau đó thật cẩn thận đặt ở trên giường. Không biết đau đớn có giảm đi được chút nào hay là không, chỉ thấy dáng vẻ thống khổ dần dần đã dịu bớt, nhưng mà chân mày vẫn cứ nhíu chặt như thế. Nè, tại sao anh lại còn chưa đi chứ? Bác nghe vật lộn một hồi, cuối cùng cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại có Kim trong in vẫn cứ ở lại lạnh lùng nói với tôi: tôi muốn để cô tỉnh lại. Không cần đâu. Tốt nhất là đây, hãy đi ra bên ngoài ngay cho tôi đi. Trong in phẫn hận mà chỉ tay vào trong mặt của tôi: anh của tôi lúc sáng ra bên ngoài vẫn là bình thường tốt đẹp như thế mà, tại sao gặp anh rồi đi đổi mưa quay trở về lại còn... Là lỗi của tôi. Trong in thấy tôi nói như vậy liền ngẩn người không kịp phản ứng. Lần này đều chính là lỗi của tôi, đã không chăm sóc tốt cho cậu ấy. Anh cũng biết sao chứ. Để tôi ở đây, để cậu tỉnh lại đi. Tôi nhàn nhạt lên tiếng, cũng là cầu xin. Tuy rằng vừa nãy lúc cái thằng nhóc đẹp bướng bỉnh tranh khăn mặt, tôi chỉ muốn tát cho cậu ta vài bạt tai, nhưng cậu ta là người nhà của nhà này, cũng là em trai của Bethun, có quyền mà tôi không hề có. Không được, đi ra ngoài đi. Tôi hứa sẽ không làm gì, cũng không nói gì hết đâu. Nhìn thấy Bethun tỉnh lại, tôi sẽ lập tức rời đi. Vẻ mặt cậu ta nghiêm trọng tựa như đang suy xét cái gì đó. Xin cậu mà. Thời gian cứ chậm chậm nhích từng bước. Tôi lặng lẽ dựa vào cánh cửa, cũng không có quan tâm toàn thân ướt đẫm, quần áo dính bết trên người có bao nhiêu khó chịu. Nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ của cậu ấy, nhìn thấy Kim trong in vì cậu ấy mà cẩn thận sửa lại góc chăn, khẽ áp tay lên trên trán đo thử nhiệt độ, ghen tị đến sắp phát điên rồi. Nhưng tôi vẫn không tiến lên nửa bước. Nhớ lại hết thảy cảnh tượng phát sinh ở trên xe, vừa khổ sở lại vừa buồn bực. Chẳng lẽ tôi vẫn còn mang trong mình mầm mà đáng sợ hay sao chứ? Lại gần sẽ khiến cho cả bị thương.
khiến cậu ấy thống khổ. Thật sự là tôi không xứng có được cậu ấy hay sao chứ? Nghĩ đến mức ngẩn người, sau đó liền nghe thấy Kim Trong Yên kêu lên để kích động. Anh à, anh tỉnh rồi sao chứ? Tôi vừa mừng vừa vội, luống cuống chạy vào bên trong, liền nhìn thấy Bethune chậm rãi mở ra hai mắt. Cậu ấy khó chịu trên rỉ. Tôi vừa nghe thấy liền tự nhiên bay vào trong bếp để mà rót nước. Nhưng lúc đi tới trước cửa phòng lại nghe thấy tiếng của cậu ấy. Trong Yên à. Âm thanh khàn khàn yếu ớt gọi tên của kẻ khác. Sắc mặt của tôi thoáng chốc trầm xuống, bước chân cũng vô thức ngừng lại. Có lẽ người mà gọi cần thật sự không phải là tôi. Anh à, em ở đây. Trong Yên à. Em làm sao vậy chứ? Em tìm Vũ, đưa cho anh Johnny đi. Tôi đứng bên ngoài cửa không khỏi sửng sốt. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa đó. Đừng để cho cô ấy mắc mưa. Âm thanh vẫn yếu ớt, không một chút sức lực như thế. Anh à, là cậu ấy đã đưa anh về nhà hay sao chứ? Dạ phải. Vậy thì nhất định đều ẩm ướt hết rồi. Nếu gặp mưa nữa thì nhất định sẽ sinh bệnh đó. Dòng ý nữa, nghe lời anh đi. Dạ em biết rồi. Chỉ một lúc sau, Trong Yên liền bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy tôi bưng cốc nước sững sờ đứng ở bên ngoài, cậu ta liền nở ra một nụ cười trào phúng. Nghe được sao chứ? Ừ. Tôi ngơ ngác gật đầu. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ cũng đã dần dần nhỏ lại, nhưng mây đen vần vũ đã che lấp đi mặt trời. Trong lòng ngực tôi cũng giống như vậy, đều bị mây đen che kín, phủ kín. Thì ra cho dù có đối xử lạnh lùng, nhưng người em yêu nhất vẫn là tôi. Chẳng lẽ tôi không phải là thằng khốn hạnh phúc nhất trên đời hay sao chứ? Có một người như vậy quên đi chính bản thân của mình mà yêu tôi.